Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các cô chú. Chúc các cô chú xem video vui vẻ. Sau đây mời các cô chú đón xem Tử Vi tuổi canh tuất 1970 năm 2021, 6 tháng cuối năm. Những người tuổi canh tuất mệnh thoa xuyến kim thường có tính cách thanh cao, khác hẳn những người bình thường khác. Từ họ luôn ánh ra một khí chất cao quý, sang trọng vì tuổi canh tuất 1970 mệnh thoa xuyến kim ý thức được sự tôn quý tiềm ẩn của bản thân nên chắc chắn cũng có tính kiêu ngạo, tự coi mình hơn người. Bởi giống như những mệnh kim khác họ sống nội tâm, đôi khi khó hiểu, ít hợp với những người xung quanh. Bên cạnh đó cách tư duy, hành động của tuổi canh tuất thường độc đáo, mang một phong cách riêng. Người ngoài thường rất khâm phục cách nghĩ và cách hành động quân tử của họ. Ngày hôm nay Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ quý vị và các bạn về Tử Vi các bác tuổi canh tuất sinh năm 1970. Ở video này chúng tôi sẽ chia sẻ rất chi tiết về công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên và chi tiết tuổi canh tuất trong 6 tháng cuối năm 2021. Vận trình của tuổi canh tuất trong từng tháng và đặc biệt là cách hóa giải vận hạn của mệnh chủ trong năm tân sửu để quý vị và các bạn có một năm mới bình an, vạn sự hanh thông, gặp nhiều may mắn. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay nhé. 1. Tổng quan tử vi tuổi canh tuất trong 6 tháng cuối năm 2021. Tử vi nửa cuối năm 2021 dự báo, các bác tuổi canh tuất vì chịu tác động của cục diện tương hình nên vận trình thời gian này khó được như mong muốn, đặc biệt là ở phương diện tình cảm. Các mối quan hệ với anh em và bạn bè không hòa thuận, dễ bị lôi kéo, lợi dụng khiến tiền bạc hao mòn. Ngoài ra, họa thị phi trong thời điểm này khá lớn, các bác cần chú ý cách ăn nói và thận trọng khi kết giao với người khác để tránh rắc rối không đáng nếu không may xảy ra sẽ có cả kiện tụng pháp luật điều này đặc biệt gây bất lợi cho công việc và lộ trình thăng tiến của gia chủ tình trạng sức khỏe của các bác tuổi canh tuất trong thời điểm này cũng có dấu hiệu bất ổn dễ bị thương tổn thân thể bên cạnh đó người xưa thường nói mỗi năm khi tương trùng cùng với sao thái tuế thì con giáp đó ắt có những khó khăn không thể tránh khỏi trong năm phạm thái tuế, gia chủ dễ gặp phải nhiều điều bất thuận, công việc khó khăn, sức khỏe suy kém, tình cảm lận đận, tiền bạc tổn hao, vì vậy để có thể hóa giải vận hạn của hình thái tuế thì thầy gia cát khuyên các bác tuổi canh tuất hãy mang bên mình một thẻ kim bài thái tuế. Kim bài thái tuế có hai mặt, mặt trước in hình hai vị thần cai quản và niên hiệu của năm đó, mặt sau có in lệnh phù thái tuế của năm kèm theo những tuổi bị phạm thái tuế. Kim bài sẽ nghênh đón quý thần hóa giải vận hạn, hung tinh, từ đó các bác có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi phát triển trong năm 2021. 2. Vận trình của người tuổi canh tuất trong 6 tháng cuối năm 2021 qua từng phương diện. Thứ nhất về sự nghiệp quan vận theo tử vi của các bác tuổi canh tuất trong 6 tháng cuối năm 2021 cho thấy các bác do gặp cục diện xấu, lại có nhiều hung tinh tác động, phương diện sự nghiệp của các bác trong thời gian này khó có đột phá. Công việc nhiều trở ngại, khó khăn, các bác phải xử lý nhiều vấn đề rắc rối nhưng chưa chắc hiệu quả đã được như mong muốn. Sức cạnh tranh trong thời gian này cũng tăng lên, đối thủ có thể dở trò gây cản trở để loại trừ các bác hơn nữa mối quan hệ trong tập thể không tốt đẹp dễ nảy sinh mâu thuẫn tranh cãi đấu khẩu với đồng nghiệp thậm chí có người còn bất đồng quan điểm với cấp trên dẫn tới không khí làm việc căng thẳng nhiều lời xì xào bàn tán do đó để tránh những rắc rối này các bác cần làm việc có đầu có cuối đặt ra kế hoạch và mục tiêu rõ ràng phân bổ thời gian hợp lý giữ thái độ hòa nhã không hơn thua thị phi thì tự khắc sự nghiệp sẽ suôn sẻ bên cạnh đó một vài hạng mục công việc các bác tránh dục tốc bất đạt vội vàng dễ dẫn đến sai sót không có lợi cho sự phát triển lâu dài các bác cũng nên xem xét thật kỹ càng để thay đổi tránh vì cái lợi nhỏ trước mắt mà mất đi lợi ích lớn trong tương lai vậy nên trong thời điểm này các chuyên gia phong thủy còn khuyên các bác tuổi canh tuất hãy mang bên mình phá khí phong thủy tam hợp quý nhân dần ngọ tuất năng lực tam hợp khí ở vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ thiên địa nhân từ đó sẽ chiêu tài lộc, chiêu cát lành và may mắn về cho các bác. Đồng thời khi mang vòng tay bên mình sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ công việc hanh thông và phát triển hơn. Đặc biệt giúp cho quan hệ công việc của các bác dần tốt đẹp hơn, tâm trạng cũng vì thế cũng bớt tiêu cực. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Trong 6 tháng cuối năm, các bác tuổi canh tuất có ít các tình chiếu mệnh mà vừa phải đương đầu thái tuế, lại vừa bị kiếp tài kìm hãm cho nên có điểm báo phá tài khá nặng nề hoặc mất tiền vì người khác. Thời gian này cũng không phải thời điểm thích hợp để các bác tiến hành đầu tư, nhất là các dự án mang tính mạo hiểm hay rủi ro cao. Do đó, trước khi dốc tiền đầu tư vào bất cứ lĩnh vực nào, các bác tuổi canh tuất cần phải hết sức tỉnh táo, tính toán và tìm hiểu kỹ càng. Các bác chớ vội tin vào những nguồn tin không xác đáng hay lời su nịnh, dụ dỗ của người khác mà tiền mất tật mang, thậm chí còn ảnh hưởng tới tài chính và đe dọa hạnh phúc gia đình chính bản thân các bác. Để có thể hóa giải cục diện xấu do thái tuế và kiếp tài thì các chuyên gia phong thủy khuyên các bác tuổi canh tuất hãy mang theo bên mình pháp khí của nhà Phật bát bảo tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp các bác xua đuổi những hung tinh và vận hạn xấu ảnh hưởng đến công việc và con đường làm ăn. Đồng thời pháp khí sẽ chiêu tài lộc tăng may mắn và chiêu mời quý nhân tương trợ giúp sự nghiệp, việc kinh doanh, đầu tư được thuận lợi và phát triển rực rỡ hơn. Thứ ba, về mặt tình cảm gia đạo, Tử Vi cho thấy rằng, thời điểm nửa cuối năm nay vận đào hoa của các bác tuổi canh tuất khá ảm đạm, nhân duyên không vượng, đã vậy còn vấp phải hình thái tuế nên vận trình tình cảm nhiều rối ren, dạn nứt. Vợ chồng dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi do tính cách cứng đầu và bảo thủ của các bác tuổi canh tuất. Tình hình cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, diễn ra thường xuyên khiến không khí gia đình ảm đạm, tạo tác động tiêu cực lên tâm lý con cháu trong nhà. Với những bác còn đang độc thân hoặc đang sống một mình cũng vậy, các bác khó có cơ hội gặp được người phù hợp hoặc thậm chí đã gặp được nhưng cơ hội thành công không lớn. Để kích hoạt vận đào hoa, thầy Phong thủy khuyên các bác tuổi canh tuất hãy mang bên mình pháp khí tam hợp quý nhân, dần ngọ tuất. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ thiên địa nhân hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời những bác đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm tân sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe, sức khỏe của các bác tuổi canh tuất trong nửa cuối năm 2021 có dấu hiệu giảm sút rõ rệt. Các bác chú ý đi lại cẩn thận, tránh bị té ngã gây tổn thương xương cốt khó lành. Đồng thời các bác hãy luôn giữ tinh thần lạc quan, tránh xúc động mạnh gây ảnh hưởng xấu tới hệ thần kinh và tim mạch. Để hóa giải được tác động của hình thái tuế thì các bác tuổi canh tuất hãy sử dụng pháp khí bát bảo tâm kinh, vòng tay sẽ xua đuổi hung tinh và hòa giải vận hạn ảnh hưởng đến sức khỏe của các bác trong năm. Pháp khí cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ các bác tuổi canh tuất suốt một năm 2021. 3. Hung cát từng tháng trong vận trình 6 tháng cuối năm tân sửu của tuổi canh tuất. Thứ nhất tử vi tháng 7 âm lịch. Trong tháng 7 âm lịch, dù là tháng cô hồn nhưng các bác tuổi canh tuất có thể được quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp tìm ra lối thoát trong tình thế bế tắc. Nhưng tình hình sức khỏe vẫn chưa được cải thiện tốt lên. Hung tinh chiếu mệnh từ tháng trước vẫn ảnh hưởng sang cả tháng này. Đặc biệt trong tháng cô hồn, các bác nên chú ý đi lại thận trọng, lái xe chú ý an toàn, để phòng tai nạn bất ngờ. Thứ hai, tử vi tháng 8 âm lịch. Tương hại mang điểm báo tiểu nhân khiến vận trình tháng 8 của các bác tuổi canh tuất gặp diễn biến phức tạp, nhiều khó khăn. Cho nên trong thời gian này, các bác cần hành sự thận trọng, tiết chế cảm xúc, hạn chế cạnh tranh về tiền bạc, lợi ích hay quyền lực kẻo tự dước thêm kẻ thù. Hơn nữa thường ngày các bác cũng là người có kỹ năng quản lý tài chính tốt, nhưng lại dễ mắc tật chủ quan, cứ tặc lưỡi, là rút hầu bao không suy nghĩ cho nên khó tránh khỏi sai lầm. Đặc biệt tháng này lại có hiện tượng phá tài, cho nên các bác cần giữ túi tiền thật chặt. Thứ ba là tử vi tháng 9 âm lịch. Trong tháng 9 âm lịch, các bác tuổi canh tuất cần hết sức chú ý đến sức khỏe và sự an toàn của bản thân. Bởi cục diện hình thái tuế khiến tính khí thất thường hơn, dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi thậm chí ẩu đả với người khác. Do đó, các bác cần kiểm soát cảm xúc bản thân, nếu không người bị thương cuối cùng sẽ là chính mình. Hơn nữa trạng thái tinh thần sa sút trong tháng cũng ảnh hưởng đến nhiều mặt cuộc sống của các bác. Thái độ làm việc uể oải, không hăng hái nên chất lượng khó đạt yêu cầu. Thứ tư là tử vi tháng 10 âm lịch. Nhìn chung đây là tháng khá yên ổn, các bác tuổi canh tuất sẽ không phải lo lắng nhiều. Công việc tiến hành đều đặn đi đến kết quả cuối cùng. Đôi khi kết quả chưa thực sự ưng ý nhưng các bác cũng không quá khắt khe nên tự nhủ lần sau cố gắng hơn là được. Ngoài ra cách thức làm việc quyết định phần lớn tới kết quả công việc. Các bác hãy thử thay đổi cách làm hiện tại, biết đâu nó sẽ mang tới nguồn cảm hứng hoàn toàn mới và giúp các bác có được sự đột phá trong sự nghiệp. Các bác cũng sẽ thấy trong tháng này mình có nhiều tham vọng hơn, làm việc gì cũng chủ động hơn. Mặc dù quá trình này có thể sẽ khó khăn và đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn, nhưng bù lại năng lực của các bác không ngừng được cải thiện. Thứ năm là tử vi tháng 11 âm lịch. Vận trình của các bác tuổi canh tuất trong tháng này có dấu hiệu ổn định, công việc tiến triển đều đều, có quý nhân tương trợ. Trong tháng, các mối quan hệ xã giao duy trì ở mức hài hòa và có người giúp đỡ khi gặp khó khăn. Đồng nghiệp và cấp trên đều nhiệt tình tương trợ các bác khi cần. Tuy nhiên tài vận trong tháng không khởi sắc, nhu cầu chi tiêu lại tăng lên, việc tiêu tiền diễn ra thường xuyên dù mục đích không phải lúc nào cũng thật sự cần thiết cộng thêm thói quen mua sắm vô tội và chỉ khiến các bác tự gây ra áp lực kinh tế cho mình mà thôi. Thứ sáu là tử vi tháng 12 âm lịch. Vận trình tổng thể của các bác tuổi canh tuất tương đối ổn định trong tháng cuối năm này. Sau cả một năm cố gắng vừa qua, thời điểm này các bác cũng có thể được tận hưởng thành quả từ những nỗ lực trước đó của mình. Công việc tiến triển tốt, đúng tiến độ đề ra. Tuy nhiên, thời điểm năm hết Tết đến, vì quá bận rộn với khối lượng công việc khổng lồ, khó tránh lúc nhầm lẫn, thiếu sót. Các bác phải làm việc thật tỉ mỉ và thận trọng mới không mắc sai lầm. Tài chính trong tháng cũng có dấu hiệu tăng lên, chủ yếu nhờ khoản lương thưởng cho sự chăm chỉ và cố gắng của các bác trong cả năm. 4. Vận hạn của tuổi canh tuất trong vận trình nửa cuối năm 2021. Thứ nhất là sao hạn tuổi canh tuất. Trong thời điểm 6 tháng cuối năm Tân Sửu, bác trai tuổi canh tuất sẽ bị sao kế đô chiếu mệnh. Bởi sao kế đô chiếu mạng thường đem lại tai nạn, hao tài tốn của tang khó, bệnh tật thị phi, đau khổ, buồn giàu, họa vô đơn chí, trong gia đình có việc không may. Xấu nhất là tháng 3 âm lịch. Trong thời gian này bác gái tuổi canh tất may mắn hơn khi được sao Thái Dương chiếu mệnh. Bởi Thái Dương như ánh mặt trời, mang lại sự tốt lành, phát triển về công danh, an khang thịnh vượng. Khi gặp sao Thái Dương chiếu mạng thì làm ăn được phát đạt, thăng quan, tiến chức, gặp may mắn trong việc buôn bán. Ngoài ra các bác nên chú ý đến hạn địa võng trong thời gian này. Hạn địa võng chủ về đi xa bất lợi, gặp hạn này nên hạn chế xuất hành xa, nhất là vào giờ tuất và ngày tuất. Hạn này còn chủ về chuyện đau buồn, cẩn thận lời nói kẻo vướng khẩu thiệt, bị kẻ xấu lợi dụng hoặc lừa gạt. Đồng thời, các bác cần cẩn trọng trong nội tộc có chuyện tăng gia, công việc khó khăn, làm ăn chắc trở phải bỏ giữa chừng. Thứ hai là luận hung cát niên vận 6 tháng cuối năm 2021 theo lá số tử vi. Cung mệnh của các bác tuổi canh tuất trong thời gian này gồm có sao thiên đức mang quý nhân phù trợ, còn có kình dương và quả tú gây cô khắc về mặt cảm xúc, để phòng tai nạn bất ngờ. Cung tam hợp thì có các cát tinh thiên Việt, thiên khôi, hồng loan, đào hoa, nguyệt đức, thiên chủ báo hiệu vận quý nhân vượng, nhân duyên cát lành, có lộc ăn uống. Còn có các hung tinh cô thần, thiên không, kiếp sát, hối khí, tử phù gây trở ngại về tâm lý, gia đình có chuyện buồn khóc. Cuối cùng là cung sung chiếu gồm có các sao tuần, triệt, quán sách cản trở khá nhiều tới công việc và các phương diện khác. Xin chào và hẹn gặp lại.